Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật những thông tin về dự án Nốt Coi nha các bạn. Nốt Coi hiện tại nó đang có những cái thông tin mới về cái lộ trình trước mắt của nó nha các bạn. Và đây là cái thông báo mới nhất của nó nha các bạn. Chúng tôi bắt đầu đốt Nốt Coi của các tài khoản không hoạt động trong 30 ngày qua hàng ngày nha các bạn. Vì vậy đối với những người chưa mở nốt coi vào tháng 2 hãy nhanh chóng vào làm nè. Tức là nếu mà tài khoản của các bạn á, tài khoản nốt coi các bạn không vào khai thác trong vòng 30 ngày nè thì cái số nốt coi của các bạn sẽ bị đốt bỏ nha các bạn. Cho nên các bạn làm gì làm thì nếu mà bạn nào bận thì cứ vài ba ngày các bạn vào bấm một lần cũng được. Đừng để nó bị đốt bỏ nha rất là đáng tiếc nha các bạn. Rồi và đây là cái thông báo tiếp theo của nó nha các bạn. Đó là bạn đã khai thác được hầu hết nốt coi rồi các bạn ạ. À. Tất cả đều là miễn phí cho đến cái cuối cùng khi bạn yêu cầu nốt của mình sẽ không có thêm khoản tiền nào được đúc nữa. Sau đó giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu, sản phẩm mới sẽ được giới thiệu cho bạn và hàng triệu người khác đấy. Hiện tại là nó cũng đang có những cái ấp mở về giai đoạn tiếp theo rồi và hiện tại là nó cho chúng ta à, tất cả đều khai thác miễn phí nè cho đến cái cuối cùng nha các bạn. À, và khi mà à, chúng ta yêu cầu nốt của mình xong, đó, thì, tức là nó cho chúng ta rút cái đồng nốt này nè là nó sẽ không cho chúng ta khai thác nữa nha các bạn à, hiện tại nó có những cái ấp mở về cái tương lai rồi các bạn ạ à. mình vẫn chưa biết cái tương lai của nó là như thế nào nhưng mà hiện tại là à, có thể là nó cũng đang trong giai đoạn đó là nước rút đó các bạn này nó ấp mở về nó không cho khai thác nữa nha các bạn cho nên các bạn phải tranh thủ nha đây nè à, sản phẩm mới sẽ được giới thiệu trong tương lai nha các bạn đấy chúng ta à, chờ à, có thể là sắp tới nó sẽ cho chúng ta rút và cho chúng ta ngừng khai thác rồi nó sẽ ra những cái sản phẩm mới nha các bạn rồi và đây là một cái dòng của nó trong uh, hai ngày trước nha các bạn uh, Tiếp thị trước B2B cho coi Chuẩn bị sẵn sàng ví tôn của bạn sẽ sớm mở đấy Nó có những cái ấp mở về tương lai rồi các bạn à Nó kêu chúng ta chuẩn bị sẵn cái ví tôn nè để mà chứa cái đồng coi nha các bạn Nhưng mà cái ví tôn này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái ví tôn này sau nha Hiện tại khi nào mà nó cho mở thì uh, cho rút á, thì mình sẽ hướng dẫn nha các bạn Còn hiện tại chúng ta cũng chưa cần tạo cái ví tôn này đâu các bạn rồi và hiện tại bạn nào chưa khai thác cái đồng nốt coi này thì mình khuyên các bạn khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn. Có thể đây là cái đồng nốt coi này nè là cái đồng uh, meme coin chủ lực của cái mạng uh, Tôn đó các bạn. Cho nên các bạn không nên bỏ qua nha, mình thấy dự án này cực kỳ tiềm năng luôn. Tuy nó là một uh, meme coin thôi nhưng mà hiện tại nó đang trong giai đoạn đó là nút rút rồi có những cái ít mở về kế hoạch trong tương lai rồi mặc dù dự án chưa nêu rõ kế hoạch trong tương lai của họ là gì ngày tháng cụ thể là bao nhiêu nhưng mà hiện tại họ đã có những cái chuyển biến rồi nha các bạn và cái đường link đăng ký khai thác cũng như là video hướng dẫn mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác nó nha các bạn video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn